xin này. Em sợ anh che em mất. Ở đây em đứng nha. Để chứ nha. Bé bé, trong cái bộ phim lần này á thì mình đóng vai nữ chính đúng không? À, dạ vâng, em là nữ chính chung với lại chị Ánh ạ. Em chị Ánh cha mẹ em đạt. Thì nhưng mà đây là cái bộ phim có nghĩa là ba của em thì đã làm rất là nhiều phim á, nhưng mà tại sao đến thời điểm này thì em mới có thể dành một cái vai nữ chính cho mình như vậy? Dạ, thật sự ra là nữ chính là những phim trước là em đã cũng đảm nhận vai nữ chính rồi ạ. Mà em thấy vai này là em cảm giác em là thật nhất với lại vai diễn. Em với vai diễn hầu như là cảm nhận được là 100% là phần trăm là đồng hợp luôn. Bây giờ em rất thích vai này ạ. Em có thể chia sẻ về cái vai diễn của mình không? Dạ, Mai Thu là con gái của mẹ Mi. Mẹ Mi là single mom. Với vậy là cái tính cách là mạnh mẽ, là từ nhỏ là đã được rèn luyện rồi. Nên em thì tự lập và không có trông chờ vô cái sự bảo bọc của mẹ quá, rồi cái suy nghĩ cũng chín chắn hơn và em thích chiều sâu của nhân vật. Em có chịu áp lực gì khi mà mình có ba làm đạo diễn và mình là diễn viên chính không? Dạ có chứ. Em áp lực hơn là em phải cố gắng từng ngày, em phải luôn cố gắng phải vượt qua cái bóng ba em. Em luôn phải tìm mọi là học hỏi rồi trau dồi kinh nghiệm với các cô chú khi mà đi phim chung, nên em phải cố gắng nhiều hơn mọi người gấp 10 lần gấp 100 lần. Có được ưu ái gì không? Dạ không, còn nhiều hơn là mọi người tưởng em được ưu ái, tại vì em là con của ba em, nhưng mà không phải là mọi người ạ. Em khi đi quay thì em cũng sẽ giống như những cô chú anh chị thôi, make up xong rồi tự làm kịch bản, tự lên set quay, rồi rồi buổi tối về là em còn được nghe ra trực tiếp nữa. Là trên xe là ba em sẽ nói là hôm nay con không làm được cái này nè, con phải như thế này. Dạ không được ưu ái gì đâu nha mọi người nha. Có thể kể chi tiết thì cái lúc mà ba la mắng. Dạ có những lúc em quay cảnh nó không đúng, bị là phải quay đi quay lại nhiều ảnh hưởng tới mọi người á, em cũng áp lực. Buổi trên xe về thì ba sẽ nói là lúc này con sẽ như thế này, con phải nói chậm lại, con phải ánh mắt như thế này. Và bên sau nghe những lời ba dặn xong là em phải cố gắng em tiếp thu để những cảnh sau em không ảnh hưởng tới mọi người, mà em sẽ làm tốt hơn vai diễn của em nữa ạ. Theo em thì cái lúc đấy mà gọi là việc mà là con của một nghệ sĩ nổi tiếng á, thì mình bước chân vào showbiz nó dễ hơn hay là khó hơn? Hay gặp cái áp lực gì? Dạ cũng dễ hơn và cũng khó nữa ạ. Cái dễ ở đây á là em có nhiều cơ hội hơn các bạn khác. Cái khó là áp lực của em sẽ nhiều hơn mọi người. Như là nếu mà mọi người đi bộ, đi xe, em sẽ leo núi. Em không làm tốt thì sẽ ảnh hưởng không phải mình em nữa, mà ảnh hưởng tới ba em nữa. Nên em rất là áp lực. Dạ. Thì đóng phim này có được nhận các xe không? Phim này dạ có, các xe của em là tiền học phí của em. Có thể tiết lộ được không? Nhưng mà ba cho các xe như nào? Dạ là em thì tiền học phí thì phải nhờ ba là quay phim rồi sẽ là tiền học phí. Rồi em cũng sẽ được nhận được sinh hoạt phí nữa, nên em không có đòi hỏi các xe bao nhiêu hết ạ. Tại vì em có nhớ là em được đi quay, em được sống với nghề, em rất là vui rồi ạ. Tại em bị những mới nên em không có các xe. Ngoài sinh hoạt và nghệ thuật thì nào qua có cảm thấy nhiều về cuộc sống không? Dạ không ạ, ba mẹ con được một cái là không can thiệp một chút xíu nào vô riêng tư của con cái cả. Điện thoại là không đụng phép, không đụng vô luôn, điện thoại ai cũng lấy xài. Dạ. Rồi về tình cảm thì ba thì ba con cứ là yêu ai yêu mà biết sao đàng hoàng, rồi dẫn về cho ba mẹ coi là được. Dạ không, thực sự là con đã thế lắm rồi ạ. Em đang ép mọi người ơi. Em không biết sao được, mà chắc là
bằng thực lực của em. Nên không phải là em gì con của ba em cũng vô trường đâu ạ. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha.